Các bạn, mình là Đoàn Áp Zoom. Mình đang cầm trên tay chiếc Oppo A51KC. Thì cái máy này là xách tay của Trung Quốc. Đây, A51KC này. Máy này xách tay Trung Quốc và nguyên bản nó không có tiếng Việt và không có các dịch vụ của Google Play. Thì bên mình đã vừa làm cho nó cái bản zoom đầy đủ tiếng Việt này. Google Play, các thứ ok hết. Xóa hết sạch các app tàu đi. Các bạn có thể reset thoải mái cũng sẽ không bị mất tiếng Việt và không bị mất các dịch vụ của Google Play. Bây giờ mình sẽ thử sang Google Play cho các bạn xem. Mình sẽ thử đăng một cái ứng dụng gì đấy nhẹ nhẹ như là Zing 23 chẳng hạn này. Ok, trong quá trình đợi Zing M3 đào xong thì mình sẽ kích hoạt luôn cái la bàn cây vừa nãy mình đào từ lúc trước lên. Zing M3 đang cài đặt. Ok, sang la bàn cây. Trong quá trình đợi Zing M3 cài đặt thì mình cũng sẽ cho các bạn thử cái YouTube cho các bạn xem luôn. Khi có Google Play thì YouTube ok và chơi game ok. Đặc biệt các game như là Liên Quân Mobile chẳng hạn không có YouTube là không thể chơi được. Chơi YouTube ok nhá. Đợi Zing M3 đã cài xong. Khách hàng mà muốn cài zoom tiếng Việt cho cái dòng Oppo thì có thể liên hệ bên mình. Còn anh em thợ mà muốn có cái bản zoom này thì cũng liên hệ bên mình luôn. Bên mình đã build thành một cái bản zoom giống như là zoom stock. Chỉ việc up qua MN Data Tool là xong. Không phải Việt hóa hay lùa vịt gì nhờ. Rồi, xin chào các bạn. Đây là trang Facebook của bên mình. Search Đoàn Áp Zoom trên Google sẽ ra bên mình đầu tiên.